Để phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, viễn thông và các tổ chức tài chính ngân hàng tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp cần tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm. Các đơn vị phân công lực lượng tại chỗ, triển khai trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24 trên 7. Yêu cầu các đơn vị chuyên trách, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng nếu có, củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.